Hello, anh xin chào cả mọi người nha. Đây, hiện tại anh phải dễ phát hiện ra con kinh nhộng đó. Nhộng chiếc đuôi rất là dài nha mọi người. Soi phát là thấy liền nha mọi người. Đây. Sáng quá thì kinh nhộng cũng đã mở mắt ra nha mọi người. Đó, mọi người thấy này. Nó chúng ngủ dưới tán lá này. Lá mai rất là nhiều xương nha mọi người. Đó. Này thì đang 3 giờ nha mọi người. 3 giờ đêm. Đó. Gà gáy sùm rồi. Đó. Nó thoải mái thôi nha mọi người. Đêm thì dùng không giống như ban ngày. Ban ngày thì chúng thấy mình là sẽ mất tiêu rồi, nhưng mà ban đêm thì thoải mái hơn nha mọi người. Đây, thoải mái vứt bè chúng này nha mọi người. Vút ve mạnh quá, rớt rồi mọi người. Đó. Không làm việc nữa mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Xin chào và gặp lại. Bye bye.